Chào mừng tất cả các bạn đến với channel của Hip. Ok, như tiêu đề mình đã nói rồi thì mình đã lấy lại được kênh YouTube của mình. Thật là một kỳ tích các bạn ạ, thật là tuyệt vời. Mình vẫn hy vọng và cái hy vọng của mình đã được đền đáp rồi. Và kênh YouTube của mình đã lấy lại được từ ngày 17 đã không, tính chắc là chiều từ ngày 16 nhưng mà sáng 17 thì mình mới biết được là kênh của mình đã được chuyển về cho mình. Còn cách thức làm sao để mình lấy lại được kênh ấy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đó, để cho những bạn nào mà đang bị kênh không may bị mất hoặc gặp trường hợp như mình thì có thể có hướng giải quyết nó nhanh chóng hơn. Rồi ok. Thực ra trong cái thời gian bị mất kênh ấy thì mình cũng không muốn làm clip thêm đâu. Cảm giác thời gian đấy rất là suy sụp. Mà cũng trong cái khoảng thời gian mất kênh ấy thì gia đình mình có biến cố, đến giờ vẫn chưa có giải quyết xong được. Mà bây giờ thì cuối cùng cũng lấy lại được kênh rồi. Hôm qua thì mình rất là vui. Niềm vui rất là... các bạn phải cảm tưởng như là cái kênh rất là tâm huyết của mình đó, hơn 200.000 người đăng ký, bây giờ mất đi xong giờ lấy lại được, nó vui đến cỡ nào. Thông qua cái vụ mất kênh lần này thì mình cũng biết được là những người quan tâm đến mình cũng như là ủng hộ mình đó. Ok, và mình sẽ chia sẻ cách lấy lại kênh như là mình đã lấy lại để cho những bạn nào mà như mình thì có hướng giải quyết tốt hơn và cũng như là nhanh chóng hơn. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắn tin đến cho cái Gmail của YouTube, cái Gmail chuyên hỗ trợ YouTube đó là cái Gmail này. Đó. itpartnersupport@gmail.com. Các bạn phải ghi y hệt các dấu như vậy nhá. Đúng địa chỉ Gmail như vậy. Khi mà các bạn nhắn tin đến ấy thì Google sẽ nhắn tin lại cho các bạn cái tin nhắn như thế này. Mình sẽ dịch luôn. Xin chào, cảm ơn vì đã liên hệ với nhóm hỗ trợ đối tác của YouTube. Chúng tôi sẽ làm việc để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Đó. Nói chung là mình nhắn tin cho họ thì họ sẽ nhắn tin cho mình một cái này để mình cảm giác yên tâm hơn. Rồi sau đó thì đây, tiếp theo thì họ sẽ trả lời mình. Đó, họ sẽ yêu cầu như thế này. Đây, mình dịch cho các bạn nghe nha. Cảm ơn các bạn đã tiếp cận, rất tiếc đó, tài khoản bị xâm nhập. Đấy, họ sẽ giúp đỡ mình. Nhưng mà mình phải làm ơn là điền vào những cái này. Họ sẽ cần những thông tin này của mình. Những thông tin là ID của tài khoản AdSense này, tài khoản kiếm tiền ấy. Tên email đăng nhập này, tên email của một kênh bị vấn đề đó các bạn. Tiếp theo thì phải bật cái lớp bảo mật hai lớp lên này. Đó. Ngày mà bạn bị hack kênh này. Đó. Đây là ID của những cái video mà có thể bị không tặc bị hacker xóa, hoặc là những video của hacker upload lên cái kênh khác hay là up lên kênh của mình ấy. Đó. Thì tao thì như thế thì mình cứ làm theo các yêu cầu của họ thôi, của cái bạn hỗ trợ này thôi. Nói chung là bạn ấy hỗ trợ rất là nhiệt tình. Đó, YouTube thì hỗ trợ tao rất là nhiệt tình. Nhưng mà mình sẽ phải nói với các bạn đó là YouTube ấy, họ sẽ chia làm hai đội hỗ trợ của YouTube, họ sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm để nhắn tin với chúng mình như thế này. Đó, giải quyết những cái vấn đề bình thường. Còn nhóm thứ hai thì họ sẽ giải quyết những vấn đề như là mất kênh như vậy này. Thì cái nhóm mà đang nhắn tin cho mình này sẽ chuyển đến một cái nhóm khác, yêu cầu cao hơn, đó là nhóm nội bộ. Đó, như kiểu nhóm cơ bản là nhóm nâng cao đấy. Thì nhóm nội bộ đấy họ sẽ xếp cái hàng đợi, sẽ có những cái hàng đợi ấy. Thì là yêu cầu của mình đến sau thì họ sẽ giải quyết lần lượt các yêu cầu, giải quyết lần lượt những kênh bị mất hay bị xóa hay bị như thế nào đấy. Giải quyết lần lượt, và cái nhóm này sẽ gửi trường hợp của mình cho nhóm nội bộ, và nhóm nội bộ sẽ giải quyết. Đó, nhóm nội bộ giải quyết thì sẽ gửi lại yêu cầu cho mình. Đó. Trong thời gian mình bị mất thì mình cũng tham khảo rất là nhiều cách để lấy lại kênh, nhưng mà của bạn nước ngoài, cái bạn mà lost a mail ấy, bạn đấy thì hồi đấy là bạn ấy, mình có reaction cái video của bạn lost a mail gì đó, và bạn ấy cũng biết là mình bị hack kênh, và bạn cũng chia sẻ cách, đó là bạn ấy khuyên mình là hãy dùng cái Gmail cũ ấy tạo một kênh mới và sau đó đăng những video lên, và khi những người hâm mộ, người theo dõi mình sẽ comment ở đấy. Đó, kiểu như là để tăng cái tính lòng tin cho YouTube là mình bị mất kênh ấy. Đó, và khi YouTube đã phát hiện ra mình xác nhận được mình bị mất kênh ấy thì YouTube sẽ giúp đỡ mình nhanh hơn. Đó. Nói chung là các bạn sẽ gửi theo những yêu cầu này của YouTube nhé. Đó. Rồi, hoặc đầu tiên các bạn có thể gửi cái mẫu. Các bạn có thể gửi cái mẫu đây. Mẫu đâu nhỉ? Đây, như cái mẫu của mình đây. Các bạn có thể gửi như cái mẫu này. Đó là các bạn sẽ gửi tên channel này, đường link YouTube này, Gmail này, số lượt đăng ký này, tài khoản ID này, tài khoản thanh toán ấy.
và có số lượng video đã upload và nói về tình hình của mình đó, thì Google sẽ giải quyết giúp các bạn nhanh hơn. Cùng đó có thể chúng ta sẽ gửi đánh kẹp ảnh cũng được, gửi ảnh cho họ. Và đến sau khoảng đây mình nhắn cho tin cho các anh chị Google từ hôm 5 tháng 1 nha, 5 tháng 1 nha. Và đến hôm nay, đến hôm nay thì lại được là tính về khoảng tầm 1 tháng rưỡi các bạn ạ. Đó, 1 tháng rưỡi mới giải quyết xong. Và cho đến ngày 1 tháng 2, tức là khoảng gần 1 tháng sau ấy, thì đây mình nhận được một cái Gmail, đó là rất là vui, một tin tốt đối với mình. Đó là, đây các bạn thể đọc là: các chuyên gia tôi đã tìm thấy bằng chứng tài khoản của bạn bị xâm phạm này, không cần phải hoảng sợ, đấy, họ đang khắc phục rồi. Đó, và yêu cầu, đây là cái họ yêu cầu, đó là đây, vui lòng cung cấp tài khoản thương hiệu mới. Đó, nghĩa là mình sẽ phải từ YouTube ấy, kênh YouTube của mình ấy, mình sẽ tạo thêm một kênh nữa cũng trên cái Gmail đấy. Đó, nói chung là như thế nha. Một kênh chỉ có thể kết một khoản thương hiệu này. Đó, đấy, họ sẽ hướng dẫn mình luôn. Chỉ cần truy cập vào cái đường link xanh xanh này là sẽ tạo được một cái channel mới cũng trên cái Gmail cũ luôn, để YouTube sẽ chuyển cái kênh của hacker ấy, hack của mình ấy, chuyển về cái kênh đấy. Đó, từ cái kênh đấy thì mình có thể chuyển về cái kênh chính của mình, nghĩa là chuyển cái kênh ấy, kiểu thế các bạn ạ. Rồi, và từ 1 tháng 2 đến tận nửa tháng sau thì mình mới có được thông tin. Đó là, thì trong khoảng thời gian đấy thì hacker cũng xóa các video của mình, thì mình cũng yêu cầu là YouTube là sẽ hồi phục được một số video của mình, nhưng mà YouTube thì hiện tại không hồi phục hết được các video bị xóa. YouTube chỉ thực hiện là hồi phục được một số video thôi. Bây giờ nói chung là mình đăng tải rất là nhiều video. Mình đăng tải phải khoảng tầm 230 cái video rồi đấy. Nhưng mà bây giờ hacker xóa hết đi rồi. Giờ chỉ còn khoảng có tầm mấy chục cái video thôi. Tầm 20-30 gì đấy. Nghĩ là chán. Ok, và cuối cùng là cho đến ngày hôm 17 vừa rồi ấy, thì là mình lấy lại được kênh. Đó, kênh của mình đây. Đây, và cuối cùng thì mình đã lấy lại được kênh rồi. Kênh của mình là Hip Chứ Ai. Đó, các video chỉ còn khoảng tầm bao nhiêu cái thôi các bạn ạ, chứ không có nhiều. Đây, chỉ còn 12 triệu được xem thôi. Và khoan đã, thì mình sẽ viết ra cái notepad, cái nói chung là những cái nội dung chính để mình lấy lại kênh, để những bạn nào mà chưa lấy lại được thì có thể dựa theo đó mà lấy lại kênh nhé. Nói chung là đội ngũ YouTube thì hỗ trợ rất là nhiệt tình, họ nhắn tin rất là nhiệt tình luôn, họ luôn mong chờ mình sẽ trả lời họ các thứ đó. Và mình cũng khuyên các bạn là những cái Gmail mà yêu cầu làm ăn này nọ ấy, đây ví dụ là mình vừa lấy là kênh cái là có Gmail yêu cầu hợp tác luôn. Gmail này như kiểu cái Gmail trước là mình bị lừa vậy. Lần trước bị hack kênh ấy thì là thực ra là hồi đấy là mình chưa nghe cái vụ mà kiểu cài ứng dụng mà mất kênh YouTube bao giờ, nên là mình cứ chỉ nghĩ là nếu mà mình hợp tác ấy, có một cái Gmail yêu cầu hợp tác với mình là sẽ hợp tác quảng cáo ấy về một cái ứng dụng, thì mình cái ứng dụng đấy mình cũng không nghi ngờ là ứng dụng đấy có virus. Mình chỉ nghi ngờ là bây giờ mình quảng cáo xong thì họ không trả tiền cho mình thì sao. Nên là mình mới tò mò, mình cài thử cái phần mềm đấy. Ai ngờ cài xong phần mềm đấy thì nó chuyển cái kênh của mình qua một Gmail khác luôn, mất kênh luôn. Và cũng trong hôm đấy luôn thì mình nhắn tin luôn cho đội ngũ YouTube, nhắn một loạt luôn, nhắn một loạt cái Gmail nào về YouTube mình biết luôn, nhắn một loạt tất cả luôn. Xong là rồi họ nhắn tin lại lần lượt cho mình, thì mình biết được cái Gmail mà mình cung cấp cho các bạn ấy, thì đấy là Gmail chính xác để hỗ trợ đó. Ok, còn bây giờ thì còn đã thì mình sẽ ghi cho bạn cái notepad để các bạn dễ dàng nhé. Ok.